Bà con hãy nhìn thật kỹ hình ảnh này. Ngay bây giờ, con trâu này thuộc loại vật nuôi có giá bán thuộc hạng cao nhất thế giới. Cụ thể theo chia sẻ của ông chủ trâu người Thái Lan thì mỗi con trâu này có giá bán từ 250 đến 400 triệu đồng tiền Việt Nam. Sở dĩ chúng có giá đắt như vậy là do cặp sừng vô cùng đặc biệt với độ dài miên man. Và người ta mua những con trâu này chủ yếu là do đam mê là chính. Và cái đam mê ở đây chính là sự khác thường, dị biệt, không giống ai. Thực sự hiếm có loài trâu nào có bộ sừng dài đến như vậy. Satu tiga puluh berkemampuan kutnya.